Farithong Active, sức mạnh giành chiến thắng. Ưu điểm của em là vui vẻ, em nhiệt tình, em năng động. Và được cái là em cũng hơi siêng. Sáng dậy sớm như con gà, em cài như một con trâu. Và em thức khuya như một con cún. Trời ơi. Chắc cũng thích nghệ thuật lắm nè, đúng không? À dạ đúng rồi. Rồi, giờ mình nói về mình đi cưng. Con là người vui vẻ, hòa đồng, dễ thông cảm với người khác. Nhược điểm thì con hơi khó tính, cũng hơi kỹ tính. Nhiều lúc cũng nóng tính nữa. Nghĩa hả? Khó tính, kỹ tính là nóng tính nữa. Trời đất ơi, sao nhiều vậy? Thì kệ người ta. Hay mệt chịu, chịu không chịu thôi. Chịu, giờ chịu ta thôi phải nói hết ra cho bên đó biết được những cái gì của người ta có. Bên đàn gái tôi á, bắt đầu từ bây giờ đổ đi á, là tôi phải hơi khó tính, hơi chảnh chệ chút xíu. Chào cưng. Dạ, chào chị Hồng Vân. Tại vì cái tỷ lệ mà nam nữ bây giờ càng ngày là nam nhiều hơn nữ. Cho nên tôi rất là khó luôn. Tôi khó nói trước luôn. Cho ông biết. Nữ quan trọng lắm đúng không? Chính xác là cái như này vậy. Công nhận đúng. Ừ, mà hôm nay tôi không có thích cái đầu đó nha. Dạ. Cái đầu đó thấy trẻ hơn tôi tới 8 tuổi là tôi mới thích. Lâu lâu thay đổi cho nó lạ mà. Nhiều tại nhiều người bà mối với ông, nhiều người nói là ông Mai là bị hói. Bữa nay tôi xả tóc cho coi có hói hay không biết. Trời ơi anh dễ thương lắm luôn. Xả tóc hề luôn. Ơi xả tóc hề luôn á. Bây giờ mới biết là anh Linh không có hói. Làm gì hói. Đâu ra. Hơi hơi thôi. Nói cho bà mối ông Dân biết là nhược điểm của mình là gì, có giống bên bằng nữ không nào Hoàng? Dạ nhược điểm em hơi khác. Khác hả? Dạ. Nhược điểm là gì? Em hơi bị dễ tin người và hơi mềm lòng. Vậy là dễ tính đúng không? Dạ. Dễ tính, dễ tin, dễ mềm. Chắc bên đây ta cũng ba cái tính đó, bên đây cũng ba cái tính. Nhưng mà bù qua sức lại đâu sao đâu. Đúng rồi, coi như hỗ trợ lẫn nhau ha. Tình trường sao rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình dài nhất là được bao nhiêu lâu? Hình như mối tình dài nhất của em là 1 năm. Còn mối tình thứ nhì là bao lâu thì chia tay nè? Dạ 8 tháng. Lý do tại sao vậy? Em tập trung toàn bộ tâm trí em vô sự nghiệp hết. Em không có quan tâm. Bạn chủ động chia tay em? Dạ đúng rồi. Cái dòng luẩn quẩn nó là như vậy thôi. Nhưng mà giờ tới mối tình thứ ba thì sao? Nếu được thì sao nè? Sự nghiệp em cũng ổn rồi. Và mọi thứ em cũng có sẵn, đủ khả năng có thể lo cho được bạn nữ những gì bạn muốn. Dồn hết đúng không? Rút kinh nghiệm từ hai cái mối tình trước để dồn hết vô cái mối tình thứ ba. Ráng nghe Hòa nha. Dạ. Hôm qua coi đàn gái con sao chứ sao lúc này thấy thương đàn ông quá. Đây đàn gái tôi đây. Chờ chứ. Trời cưng quá. Đó nè, cặp đôi nè. Trắng tươi mặc đồ đôi luôn nè. À, trời ơi dễ thương quá, được rồi. Thẩm vấn đàn gái chút xíu đường tình duyên nè. Con trải qua hai mối tình chính. Hai mối hả? Dạ. Mối dài nhất nhiêu? Được hơn 4 năm. Còn mối ngắn nhất là nhiêu? Mối ngắn nhất thì là tìm hiểu thôi chứ cũng chưa có tính là quen nhau nữa. Thôi vậy đó không phải mối rồi. Dạ. Thôi rồi 4 năm sao chia tay? Bạn đó bạn ra nước ngoài để sống với lại lập nghiệp. Dạ cho nên là tụi con cũng có yêu xa một thời gian nhưng mà về sau thì cảm thấy là không có tương lai. Cho nên là cả hai quyết định dừng lại. Mấy cái mối yêu đi nước ngoài hôm nay Covid xa hết trơn. Thấy thương quá, thôi giờ bỏ qua đi. Bây giờ mình tìm mối tình mới này ha. Còn không thích tính tình gì của người đàn ông? Con thì con không thích bạn nam gia trưởng. Còn về ngoại hình thì con không thích hói. Không hói luôn. Cũng gọi chú Linh đó. Nếu hói vuốt xuống thì vuốt vậy là không có hói không? Được dạ, rồi. Con không thích bạn nam theo đạo. Có đạo không? Dạ không, dạ đạo ba mẹ. Được. Thôi. Là thời cha kính mẹ. Đúng rồi. Cao hơn con. Hả? Cao đúng hơn rồi, con. Chiều cao. Con cao bao nhiêu? Dạ con cao khoảng 65-67 gì á. Bên đó cao bao nhiêu con ơi? Dạ cao 1m67 rồi. Ok, để chắc bằng nhau không sao đâu. Dạ. Con đi dép xẹp cũng được. Cô đứng chú Linh cũng đi dép xẹp nè. Xin lỗi mấy người. Đúng không? Tôi đi dép cũng xẹp. Đứng mất thấp luôn nha. Bây giờ con muốn người yêu lý tưởng của con như thế nào nào? Diễn tả có giống bên đây không? Chỉ cần da trắng. Quá ngon, trắng tươi. Mỏng mỉm xéo được à? Cũng có. Người kế bên còn mũm mĩm hơn nữa. Gì nữa? Dạ, nếu mà chỉ cần dễ thương như How You Want là được. Cô thấy là con cũng ok đó. Được, nhưng mà cái chuyện người ta thích mình, người ta thích mình, ta đòi hỏi mình, đó là cái ước mơ của người ta. Còn cái chuyện mà mình có đồng ý người ta hay không, đó là chuyện của mình. Con hiểu không? Đó, cho nên mình phải chảnh lên, con đừng lo. Yeah. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai bên gặp mặt đi. Ừ. Đàn gái đi với ai nè? Dạ hôm nay con đến với lại ba mẹ em trai một vài người bạn đại gia đình luôn. Dạ đi đông lắm cô. Thưa ban tổ chức,
Thưa MC Hồng Vân, MC Quyền Linh. Dạ, dạ anh. Tôi là bố của cháu Trinh. Thấy bạn trai ra thì cũng được, nhưng mà đều cái là hơi do con tí, cũng hòa đồng chứ cũng không có cái gì. Thì làm bố thì mình cũng không có chê cái gì, nhưng mà đó là quyết định của con là để cho con nó tự quyết. Rồi, cảm ơn nhà gái. Thì hết. Nhà trai đi với ai nè? Dạ, em đi với ông anh của em ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Cho em chào gia đình nhà gái. Hôm nay em đi với cái ý nghĩa chương trình này là mong ủng hộ cho em trai tìm được một cái mối kết duyên. Còn cái quyền lựa chọn sau này thì cái duyên số thì phụ thuộc vào hai bạn. Dạ. Rồi, cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Mình nhận trước đi con rồi mình đưa. Anh em cứ ngồi đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, anh cảm ơn nha. Rồi mở ra luôn, con mở ra luôn. Mình em phải file down ngay lập tức. Em mở, anh cầm đi. Mở rồi thấy nhà lầu sao hơi không mệt. Mình tặng dàn mã nha. Cái này là đồ để chụp tai nghe hay lỗ tai của em. Quà. Dạ. Đồ thiệt không? Dạ đồ thiệt. Tưởng tối mới làm chứ. Này anh có, anh cũng dán kiếm anh lựa lắm luôn. Trời ơi. Hình con mèo á. Thấy cưng không? Anh chơi nguyên tông lận. Rồi một dạ, cái là cái bóp. Vậy tao làm giấy ơi, cho nó nhẹ. Có bóp nữa nè. Cái này em thấy là trước xíu nha. Dạ rồi. Nhưng mà ý nghĩa sao con lựa màu hồng vậy? Tại vì muốn bạn nữ lúc nào cũng màu hồng, có cuộc sống màu hồng. Và hai là đối với em, bạn nữ như một nàng công chúa. À, tức là con sẽ coi bạn như một nàng công chúa của con đúng không? Dạ, công chúa rồi. Là sướng lắm á nha con. Dạ. Đó, một tương lai hứa hẹn. Rồi con tặng đi. Cái này là em mua từ lúc em bắt đầu đăng ký tham gia chương trình, nên là em chăm tới giờ để được tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh mở ra tập nó. Em nó cũng không có gì đâu anh. Mở ra anh cứ xem thử. Giọng anh không được hay. Anh đọc không biết có truyền cảm không. Dạ. Chào anh. Em rất vui vì hôm nay được gặp anh. Thực sự em cũng không biết phải viết gì vì những gì em cần nói, em nghĩ mình đã nói trên chương trình rồi. Em mong anh luôn hạnh phúc và những ngày sắp tới là hạnh phúc cùng em. Mà sao con lại tặng sen đá? Dạ, tại vì là con đọc được cái ý nghĩa của sen đá khi mà mang nó làm quà tặng á, thì nó thể hiện cho một tình cảm vĩnh cửu. À. Dạ. Anh thấy em sao? Trời em chết tim em rồi. Như anh tưởng tượng. Cảm ơn anh. Cũng dẻo miệng ghê, như anh tưởng tượng. Ông gặp người ta hồi nào cũng tưởng tượng. Dạ em tưởng tượng trong mơ à. Như giả sử em đi làm về rồi có những việc ở trên chỗ làm mà khiến em gọi là bực tức á, khi em về em kể với anh á, thì anh có muốn nghe không? Những lúc mà em bực tức á, em có chết trong người thì em cứ hét lên, xong rồi anh sẽ kể chuyện cười cho em nghe. Dạ. Lúc mà hét kể chuyện được rồi đi rồi biết. Không, em có thể em quýnh anh cũng được. Thôi anh được cái anh làm bao bố cho em quýnh dữ vậy ta. Em cảm ơn anh. Tại vì đối với anh em là duy nhất. Em là duy nhất. Nếu mà quen mình khoảng cỡ bao lâu mình tiến tới không Dương? Để em với anh tìm hiểu, nếu mà thực sự em có thấy tính tình của hai đứa mình phù hợp thì em không quan trọng thời gian anh. À, em có ngại làm dâu không? Dạ em không ngại làm dâu, nhưng mà kiểu em cũng hơi vụng á, cho nên là em chỉ sợ là ba mẹ không thích thôi. Không, ba mẹ anh dễ lắm. Nếu mà em ngại làm dâu em sợ thì anh có nhà riêng. Khi mà tình cảm đủ lớn á, những gì em muốn thì anh sẽ cố gắng anh làm điều đó. Tại vì được cái anh nói thì anh phải làm được. Nếu làm không được, anh không đáng đàn ông. Hay quá. Là anh làm không được, anh sẽ không nói đúng không? Dạ. Nói là sẽ phải làm. Làm được tất cả mọi thứ luôn. Dạ. Bước tới, nắm tay cô gái. Để mình trao nhau cảm xúc đầu tiên ha. Xong rồi hát tặng cô gái đó, bài hát nào đó. Ngọt anh ngào luôn. Tay em. Tại vì tay hơi lạnh. Anh run quá. Ủa sao tay lúc nào ấm chưa? Trời, tay em ấm gì anh thích. Hồi nãy giờ thấy cái gì anh cũng thích hết. Không, tại vì anh thích em thiệt. Cảm ơn anh. Anh có một bài hát mà anh cũng chuẩn bị kỹ lắm rồi, mà tới đây anh hơi quên lời xíu. Mong em thông cảm mà chịu khó lắng nghe. Dạ.
anh kết em rồi, cơ mà em kết anh không. Em cứ vâng lời là anh dắt em về làm dâu của má anh liền, mình cưới nhau luôn. Mai cưới em về hay là em thích bây giờ? Nguyên một cái phim trường không ai xúc mồ hôi, có mình nó xúc à, mồ hôi xúc tại vì xúc em không quá. Thằng bé đứng mồ hôi một kia nhễ nhại đây, người ta không có giọt luôn mà quá tại trời vì ơi. Gặp bạn nữ em tan chảy. Bây giờ ngồi ghế đi, chúng ta làm thủ tục các bạn. Bây giờ ta lắng lòng mình lại, thật sự nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình, mình trao cho họ một cơ hội để tiến xa hơn nữa. Chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Yeah. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Rồi bây giờ xin phép ba mẹ cho tụi con hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau và hứa gia đình cái gì đi. Dạ xin phép ba mẹ. Mình kêu trước ba mẹ luôn. Dạ cho tụi con được hẹn hò với nhau để con chăm sóc với em ấy. Con chăm sóc cho em với em là gì? Con chăm sóc cho em. Nó giờ nó quýu quá trời rồi. Nó quýu thiệt, cái này là nó quýu thiệt sự, mồ hôi nó quá trời. Một cái phim trường nó lạnh công như vậy nè, mặc đồ áo lạnh hết trơn trời, mình ơn ông à. Mồ hôi nhễ nhại vậy đó. Dạ đây là tiếng sét của con. Thì đó, thì bởi vậy mới nói là nó rung thiệt. Nó tan chảy thiệt. Em nghe thử anh đập lắm luôn nha. Rồi bây giờ nè, con phải xin phép cho hôn bạn gái. Hai bác cho con hôn bạn gái. Anh hôn em cái nha. Dạ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa.